dùng mười đá mười 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 đá đi chở dạ có xe gì vậy mà dạ xe dự và mở dọ đó lần này thì mình sẽ là tập hai nè với các bạn ủng hộ đó. Sau rồi đó mình gửi trên trang bên kia đó là nó từ 10 phút 54 đó là cái bên Toki đó để từ mình sẽ té từ đi ở dưới để mình để bả các bà con nha nó là nó từ đài là 14 tháng 10 năm 2021 đó sau rồi là tới 12 tháng 10 đó thì mình đang là kia đó mình không có điện thoại này đó mới nghĩ cái xe gì đó tới 22 tháng 10 đó thì mình đã là xe hi con chì là xe dự là mới dọ đó tại Hana đó cho nên mình sẽ xây dựng thêm mấy cái tiền nữa mình sẽ mở cái tiền mình sẽ xây dựng mấy cái này nữa là tôi làm mấy da mấy cái cô đá giờ không mà không kịp nữa bỏ một cái đèn này đi sao nó mất hỏng cái nè mình sẽ xây dựng hai cái này nó giờ giờ mưa nhiệt tới vậy sau thì mình sẽ khu giờ gì mưa nhiệt tới vừa khu giờ mưa nhiệt tới mình sẽ cho hai mấy cái bã nữa do giờ mình để chi đấy cái bã này luôn mình tới 44 thì mình không có gì 240 nha bú xa bú bể bú đá bú chỉ mình sẽ xí dỡ là mình thêm một cái này thì cái này nó dỡ là dỡ chưa khu mình thấy nó khu rồi mà nó xong mình thấy dỡ chưa khu vậy chứ sao cái tiền này nó hát bị nghe gì mình sẽ xây dựng lại cái đèn chút xí bố ta để số năm điều mưa gì 52 là cụ thể số năm hai thì nó chỉ là điều mưa số năm ba này nó chỉ là nó là cái nó chỉ cái tè chỉ cái tè em tới được nó là điều mà từ nè nó là từ điều mưa tới sẽ hả mình sẽ không có lộ ra cái này
xin chào tạm biệt là các bạn gì đó. Nam mô A Di Đà Phật.